Chào các bác, video clip hôm nay em đặt trần dành cho các bác đam mê âm thanh cổ cũng như đam mê đồ ăn cối. Vâng, hôm nay thì về được hai siêu phẩm đồ ăn cối Tech A6010 và Tech A7030 MK4. Khá là hiếm khi mà về cùng một lúc được cả hai siêu phẩm như thế này. Đấy, em hôm nay sẽ quay chi tiết và lên sóng cho các bác cả hai máy cùng một lúc. Đầu tiên là Tech A6010, em này được mệnh danh là vua của các cái máy đầu băng cối trong cái phân khúc chạy bằng 7. Còn em 7030 MK4 được mệnh danh là một trong những cái em chạy bằng 10 cho cái chất lượng âm thanh tuyệt đỉnh nhất dành cho các bác nào chơi chuyên sâu. Mức giá của nó rất là hợp lý. Đấy, 7030 MK4, em này thì chơi băng 5, băng 7, băng 10, chơi cả băng 2 trách và băng 4 trách, còn thu thì nó thu chuyên sâu cho băng 2 trách cho chất lượng âm thanh cực kỳ là tốt. Riêng dòng 7030 thì dành cho các bác chơi thiên về cái chất âm. Đấy, chất âm của nó cực kỳ là tốt. Nếu như mà những cái máy Akai mà để đạt được cái chất âm của em MK4 này thì tiền phải gấp 3 lần. Đấy. Tuy nhiên thì con Tech này rất là ngon bổ rẻ. 7030 MK4 thiết kế với một cái ngoại hình là cao lớn đồ sộ, cân nặng của nó rất là nặng. Máy này phải nặng gần tới 30 cân. Toàn bộ máy thì đặt trong một cái hộp gỗ như này, và cái hộp gỗ của 7030 nó sử dụng cái vân gỗ dạng vân lim rất là đẹp và sắc sảo. Đây, hình thức đẹp xuất sắc luôn. Con này quá mới, các bác nhìn giúp em những cái chi tiết như ở đây. Đấy, rất là mới. 7030, đấy, sản xuất vào đầu những năm của thập niên 70. Tuy nhiên nó còn rất là mới luôn. Con này đẹp keng xà beng. Hai máy này bên em đấu mạng về đẹp xuất sắc luôn. Mời bác chúng ta cùng xem phần mặt mũi của em 7030 MK4. Thiết kế rất đẹp, sang trọng và sạch sẽ. Đây, model 7030 MK4 thể hiện ở ngay chính giữa. Và đây các bác xem. Đấy, các cái chi tiết này, bánh đà này còn rất đẹp, keng xà beng luôn. Rồi những cái chi tiết trục này còn quá là mới. Một cái cỗ máy mà rất là nhiều năm tuổi đời rồi, tuy nhiên về còn như này đẹp xuất sắc luôn. Cái trục bô ly này, máy rất là ít chạy cho nên nó còn mới này, còn nguyên cái lớp sơn. Đấy, chưa bị rỉ hết. Rồi phần model 7030 MK4. Xuống bên dưới thì ta sẽ thấy là cái đời MK4 này có cái cụm đồng hồ vô họ làm khá là tiên tiến. Đấy, nó trông nó trực quan, sáng sủa và dễ dàng quan sát các cái volume của đường mic, đường line. Đấy, còn sáng bóng, có những cái đường họa tiết vân trải tia rất là đẹp. Rồi các phần volume tổng ở bên này, các cái cần phím gạt còn nguyên những cái đường vân trải tia ở đây cho các bác. Đây ạ, các cái đường phím gạt còn nguyên cả những cái đường vân trải tia rất là đẹp và sắc nét. Chế độ chuyển đổi giữa đường tép và đường suộc. Ở bên này chúng ta sẽ có một cụm đồng hồ công tơ mét, các cái chế độ chơi. Đấy, chỉnh tốc độ, chỉnh size băng. Đấy, chỉnh băng 2 trách và băng 4 trách. Các cái phím bấm họ làm trực quan, rất dễ bấm, không bao giờ bị kẹt luôn. Đây các bác xem, quá là sắc nét, quá đẹp luôn. Nguyên bụi này. Những cái phím này chưa bị sử dụng nhiều, nó chưa bị bằng óng, bị mờ cùng với cái thời gian. Và em sẽ tháo cho các bác xem cái phần nắp cúp hàm từ của em 7030 MK4. Đây, rất là đẹp, bên trong là có cả hợp kim nhôm đúc rồi lót một cái lớp sắt xi 7 màu. Đây các bác xem. Đấy, ốc em đã tháo sẵn, em sẽ tháo luôn cho các bác xem cái phần cụm hàm từ này còn rất đẹp. Những cái chân jack connect này các bác xem, mới cứng, máy zin nguyên bản, cụm hàm từ zin nguyên bản 100%. Đây, nguyên những cái vệt sơn đỏ nguyên phong ở trên ốc. Đây, đầu từ đây mới keng luôn. Đấy, chưa có vệt bằng chạy luôn, quá là đỉnh, chưa bị mòn một tí nào luôn. Con này là xuất sắc rồi. Đấy, quá là xuất sắc, đỉnh cao rồi. Tiếp theo em đặt trần sẽ quay sang con 7030. Em 7030 thì em quay rồi. Đấy, em sẽ quay sang con Tech A6010 cho các bác xem. 6010 thì là đàn em của 7010. Đấy, thiết kế hai cái dòng máy này các bác thấy nó có một cái sự tương đồng giống nhau. Đầu tiên là phần vỏ gỗ, phần mặt máy, phần hình thức. Đấy, đều là rồi chia làm hai khay, khay trên là khay của vỉ cơ và phần dưới là phần mạch của vỉ âm sắc. Đấy, tức là phần dè. Toàn bộ máy 6010 cũng được đặt trong một cái hộp gỗ như này. Đấy, vuông thùng, sắc cạnh, đấy, sắc đét luôn. Đấy, và mặt mũi của em nó mặt nhôm phay màu trắng, có cái những cái đường vân ngang nổi khối rất đẹp và bắt mắt. Cụm đồng hồ công tơ mét được bố trí ở chính giữa, cân xứng. Model Tech A6010 làm rất đơn giản, dễ quan sát trực quan.
chúng ta cực kỳ dễ nhận biết. Máy đẹp thì các bác chú ý giúp em tất cả những cái chi tiết ở đây, nó còn phải mới, còn đẹp, còn phải sáng bóng như thế này. Đấy. Những cái máy ít sử dụng này, đẹp và sáng bóng như này. Đấy. Cũng đồng hồ vuông rất sắc nét rồi, những cái vệt sáng ở đây trắng bóc luôn, không có vết chày, các cái phím gần như là chưa sử dụng, quá là mới. Đấy. Tương đương với bên kia thì cũng những cái đường volume và đường mic, đường line, volume tổng. Đấy. Chế độ chuyển đổi giữa đường tép và đường xuồng. Đối với 6010 thì chạy băng 3, băng 5, băng 7 inch, autovert 2 chiều các bác nhé. Và chúng ta sẽ tháo nắp cúp hàm từ. Dĩ nhiên ở đây là em đã tháo những cái con ốc ra rồi thì chúng ta mới có thể dễ dàng tháo ra được. Đấy. Con này quá đẹp luôn. Chưa thấy con 6010 nào đẹp như này. Đây ạ, cụm hàm từ đây. Nó gần như là chưa sử dụng luôn, nó mới cứng luôn. Này, các bác xem. Này. Vâng. Xuất sắc. Nguyên những cái vệt keo nghiêm phong ở trên ốc, con này là bao zin 100%. Đây ạ, các bác nhìn ạ. Đấy, tháo ra nó phải mới cứng như thế này. Vâng, cho các bác chơi. Tiếp theo thì em sẽ tháo luôn cho các bác xem cái phần nội thất của cả hai con máy này để cho các bác quan sát cùng một lúc. Các bác vui lòng chờ em một chút. Em sẽ xoay cái máy lại. Vâng, em mời các bác chúng ta sẽ cùng nhau quan sát tổng thể của cả hai máy 7030 và 6010. Đấy, em sẽ tháo luôn cái tấm lắp lưng này ra cho các bác xem. Còn rất mới và đẹp. Rồi, còn rất mới và đẹp. Rồi, sạch bong luôn, sáng choang. Rồi. Các bác chúng ta cùng xem với cái hệ thống là nội thất sắt xi 7 màu, động cơ là 3 motor. Quá là đỉnh luôn, bên trong còn quá đẹp, hệ thống những cái dơ le này. Trên này là cái phần chỉ huy của mạch cơ và phần dưới là phần âm sắc. À, con này thì sản xuất đây, con MK4 này các bác nhé. Sản xuất năm 1971. Đấy. Sắt xi này. 7 màu này. Chỗ này là nó tiếp xúc với ánh sáng, nhiệt độ môi trường nhiều nhất mà nó còn đẹp như này thì chắc chắn là bên trong của nó còn cực kỳ là mới rồi. Đây, các bác xem. Đấy, xuất sắc luôn. Phần trên và phần dưới thì sẽ kết nối với nhau bởi hệ thống các cái dây cáp này. Đây là cái số series của em 7030 MK4. Quá đẹp. Lõn là luôn. Đấy. Sang đến cái phần nội thất của em 6010. Đấy, 6010 đây, các bác chúng ta cùng xem. Cũng đẹp xuất sắc luôn. 6010 thì lại chơi được đa cầu điện các bác nhé. Đấy, đa cầu điện em sẽ chuyển về điện 220V cho các bác nào có nhu cầu. Rất là nhiều các cái chi tiết linh kiện được bố trí, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, rất là tỉ mỉ luôn. Máy quá đẹp, máy quá đẹp luôn và bao zin nguyên bản, cũng như là hoạt động tốt cho các bác chơi. Đấy, các bác có nhu cầu bất cứ sản phẩm nào thì alo cho em, số máy 0983586968. Sau bên em có địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Bên em giao hàng toàn quốc và em xin báo giá cho các bác. Đối với em Tech A 7030 MK4 sẽ có giá là 24.500.000 đồng. Đấy, tặng kèm cả khúc Tech cho các bác chơi. Và đối với em 6010 sẽ có giá là 14.500.000 đồng, hơn nhau 10 triệu. Và để cho các bác lựa chọn, bác nào có nhu cầu thì alo cho em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những cái video clip tiếp theo. Cảm ơn các bác rất nhiều.